quý vị nào là ăn chay thì thường xuyên là sưu tầm những món ăn mà nhiều thực vật để có thể là phù hợp với tín ngưỡng của mình. Còn chúng ta nếu như chúng ta ăn đồ chay thì cũng rất là tốt cho sức cơ thể. Thứ nhất là thay đổi khẩu vị này. Thứ hai là chúng ta cũng giảm bớt những lượng dầu mỡ cũng như là thịt vào trong cơ thể của mình. Và cô Thanh, chủ nhà hàng Bạch Dương thì hôm nay thì có giới thiệu chúng ta một món đồ chay thật là ngon. Xin mời quý vị cùng làm quen nhé. Chào cô. Cô ơi, cái món này tên là gì vậy cô? Cái món này tên là chả chay. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu tiến hành cô ha. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cái nguyên vật liệu trước, rồi sau đó cô sẽ hướng dẫn Thanh Mai cách thực hiện nha. Vật liệu làm chả chay gồm có là 300g tàu hũ kia. Tàu hũ kia này gọi là tàu hũ kia lá, thì nó có từng miếng như thế này. Đây là bo rô. Bo rô này chúng ta sẽ thái ra, chúng ta bằm nhuyễn như thế này. Để chúng ta thế vào cái hành tỏi chúng ta xài. Và có tiêu sọ, tiêu hộp như thế này, hoặc là tiêu xay. Gia vị mình có thêm là muối với đường. Đơn giản vậy thôi hả cô? Đơn giản vậy thôi. Và bây giờ mình dễ làm. Bây giờ đầu tiên á, cái phần tàu hũ kia này á, các bạn sẽ đem ngâm trong nước khoảng 10 phút. Sau đó các bạn vớt ra, rửa lại cho nó sạch, nó bớt đi cái mùi. Rồi chúng ta sẽ bắt nước lên, nước để hơi ấm ấm thôi. Cái phần tàu hũ kia này là đã ngâm nước trước rồi. Đó, sau khi ngâm nước rồi đó các bạn cho vào trong nước, nước ấm các bạn trụng sơ. Trụng sơ như thế này. Rồi sau đó các bạn vớt ra để trong cái rổ cho nó ráo. Hoặc bạn để trong cái tô này. Cái phần này là phần mình đã trụng nước sôi, nước ấm rồi, ngâm rồi. Cô có thể nói rõ hơn về cái tàu hũ kia, cái tàu hũ đó cô, để làm ra chả như cô vừa mới nói. Tàu hũ kia hoặc là đậu hũ đều làm từ đậu nành hết. Thì chúng ta làm chả phải làm bằng tàu hũ kia lá thì nó mới có cái độ dai và ngon. Đây, cái phần này là phần mình đã ngâm nước, mình trụng nước sôi rồi mình để như thế này. Sau đó đó mình sẽ ướp cái gia vị vào trong cái tàu hũ này, cái đậu hũ này. Các bạn sẽ cho vào 2 muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê tiêu. Và có cái tiêu hộp này nữa. Rồi sau đó các bạn trộn lên. Mà tại sao mình không dùng hành mà mình phải dùng cái taro như vậy cô ha? Trong cái đồ chay đó thì hành tỏi đó, người ta cử. Người ta không có được xài đến cái hành tỏi, mình sẽ được dùng cái bo rô này không? Mà cái bo rô này một lát đó mình sẽ là phi lên cho nó vàng. Rồi mình vớt lấy cái bo rô mình trộn vào đây cho nó thơm. Bây giờ mình sẽ bắt chảo. Bắt chảo sau đó các bạn cho dầu ăn vào. Đây, dầu sôi rồi các bạn cho bo rô vào. Các bạn phi cho bo rô nó vừa vàng tới. Sau đó Mai sẽ tắt lửa này. Chúng ta sẽ vớt cái bo rô này ra. Rồi các bạn lại cho vào trong này. Sau khi các bạn cho bo rô rồi đó, chúng ta sẽ trộn lên cho thật đều. Bây giờ chúng ta sẽ đến sang cái phần mà chúng ta gói. Chúng ta sẽ sử dụng là lá chuối. Nếu mà lá chuối bên ngoài thì chúng ta đặt ngang như thế này. Còn lá bên trong thì chúng ta phải đặt xuôi ngược lại. Đây các bạn thấy. Cái phần này là phần lá xuôi và bên trong là phần lá ngang. Lá ngang bên trong thì cái phần mặt phải nó sẽ là để vào trong. Và bây giờ mình chỉ cho các bạn một cách nữa rất là dễ, là chúng ta sẽ vào trong một cái bao ni lông. Rồi chúng ta mới cho vào đây. Chúng ta gói lại. Bây giờ Mai sẽ làm cái phần này nha. Mai cho đây. Không, Mai cho thẳng vào trong cái bao như thế này. Rồi bỏ miếng. Sau đó là phần các bạn sẽ quấn lại cho chặt phần này. Nhưng mà khi chúng ta đun nóng lên thì cái nhựa này có bị có sợ không? Không, không có sợ được. Đây, sau đó các bạn sẽ cầm hai miếng như thế này. Rồi các bạn bẻ xuống.
các bạn sẽ dùng một sợi thun trước, các bạn cho vào giữa, các bạn bẻ cái đầu như thế này nha. Rồi, sau khi nó là... như vậy đó là mai phải lấy cái lá chuối này, yeah, nó bọc lên trên phần đầu này cho nó đẹp. Và cũng ngược lại giống như phần dưới nữa cô ha, hai bên. Rồi mai mới cuốn sợi thun vào. Dạ. Thun trước hả cô? Rồi. Cho nó giữ lại một chút. Rồi giữ lại phần này. Rồi thun lên. Bây giờ là phần dây. Đây các bạn sẽ từ đây nha. Rồi sau khi chúng ta quấn chắc rồi đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ tháo thun ra, cắt thun cho cô ha. Cắt thun ra. Vâng, mới cắt thun. Rồi, và mẹ đã thấy là cô chuẩn bị cũng giống như một gói giống như thế này rồi. Cũng là... cột đã sẵn sàng là bây giờ chúng ta sẽ luộc lên. Nhưng hồi nãy cô nói là mình luộc trong vòng 45 phút hả cô? 45 phút. 45 phút. Sau đó sẽ lấy ra, các bạn sẽ để thật là nguội. Dạ. Rồi chúng ta cho vào tủ lạnh. Rồi các bạn sẽ làm như thế này. Đây là cái cây mình đã làm sẵn đây. Dạ. Mà cô đây cô đã để nguội rồi phải không ạ? Để nguội rồi. Và đã bỏ tủ lạnh rồi. Bây giờ chỉ việc lấy ra dùng thôi. Giờ mời cô cắt thử ạ. Hơi khó không cô? Cô thấy đúng là nấu xong cái nó quyện lại với nhau thành là một miếng trà rất là khít lại với nhau chứ không còn từng lá rồi, từng lá như lúc đầu nữa cô ha. Rồi các bạn thấy là nãy mình để trong cái bao ni lông đó. Dạ. Rồi chúng ta sẽ tháo ra như thế này. Rất dễ cho các bạn là khi chúng ta sử dụng cái bao ni lông này đó thì chúng ta bỏ vào chúng ta túng gói lại nó rất là tròn. Đúng rồi. Đây. Bây giờ sau đây mình sẽ cắt cái phần quả để trang hoàng nha. Những thấy là cái tiêu, hạt tiêu đen đó nó nằm trong đó. Thường như ăn chay thì chúng ta khi chúng ta dùng chả như vậy chúng ta ăn thì chúng ta sẽ chấm với muối tiêu hả cô? Hoặc là nước tương. Nước tương. Thật là đẹp phải không cô? Cái phần chả chay sau khi mình đã hoàn tất xong. Mà mẹ thấy đúng là món này thì lúc mà hơi mất vất vả lúc đầu thôi, nhưng mà như vậy tiện cho chúng ta khi có thời gian thì chúng ta làm món này, chúng ta bỏ tủ lạnh là khi nào mà chúng ta cần ăn là chúng ta chỉ việc lấy ra thôi đúng không cô? Để mẹ thử một chút nha cô. Như cô nói thì có thể dùng muối tiêu chanh hoặc là xì dầu gì cũng được. Mẹ thấy rất là đậm đà. Thứ nhất là cái mùi của tàu hũ kỳ đó cô. Yeah. Rất là thơm mà cảm thấy rất là dễ chịu. Cảm ơn cô Thanh rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta lại có một món là chả chay như thế này làm từ đậu hũ thì thật là ngon miệng. Quý vị đừng quên làm để có thể thưởng thức cùng với gia đình của mình nhé.